có 800 là quá rẻ luôn. Tụi em bán giá giấy mà, giá sỉ mà, anh yên tâm đi. Mua vô ghé ủng hộ cho đây. Giờ tặng vợ là vợ mừng lắm á. Cha con mà cầm bó hoa về con tặng cho mẹ con là mẹ con mừng hết. Còn còn hơn là lượm được vàng nữa. 700 hả? 700 hả? 800 anh. Trời cho xin có 100 mà tiền giấy à. Rồi. Cảm ơn anh nhiều nha, chúc anh gia đình hạnh phúc nha anh trai. Cái đầu tiên của mẹ con là hả? Có tiền trước. Rồi. Bỏ bịch ra ôm hay ôm nhãn. Cảm ơn anh nhiều. Bỏ bịch vô, bỏ bịch vô. Rồi. Con lên, con cho lên trang Lưng Canh Nông có YouTube, con lên trang Lưng Canh Nông là có cha con ở trong mua tặng cho mẹ. Rồi, bye bye, cảm ơn nhiều nha. Bye bye. Hello, chào mọi người. Hôm nay là ngày 7 tháng 3 mình bán hoa ở đây. Bán hoa để cho mọi người mua về tặng bồ, ai có bồ thì tặng bồ, ai có vợ thì tặng vợ nha. Mọi người ghé ủng hộ nha. Hoa 32 đường Nguyễn Thọc, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Số điện thoại là 0937981456. Ngay chợ Thủ Dầu Một nha mọi người. Mọi người ghé ủng hộ nha mọi người. Em bé nào vô mua hoa thì tặng ba mẹ. Rồi ai có bồ mua tặng bồ, ai có chồng thì tặng chồng, ai có vợ thì tặng vợ. Mãi vô, mãi vô. Mãi vô, mãi vô. Mua vô, mua vô. Ghé mua hoa tặng tặng bồ hả em?
còn dám kêu nó mua anh tên nào lại, nó mua lái bỏ bông, nó mua nó bỏ tiền ra nó tặng ta kìa, ghê thiệt nhỏ này. Thằng đó tặng lại anh trai, không biết sao. Đó đúng rồi, tặng lại phụ nữ mà phải tặng chứ, phụ nữ mấy ngày này phải có phải có lúa chứ không lòng. Bên có mua tặng cho mẹ không bên? Đây, còn đây. Hết rồi bạn. Đó, tặng đó. Đó. Rồi, mua vô, bán vô em ơi. Bao nhiêu một bó em ơi? Mẹ mua bó 500 ngàn một bó. 500 giả. Bó 20 ngàn đó bao nhiêu một bó mẹ? Bó 20 ngàn, bó 800 ngàn. 800 ngàn một bó. Quá đẹp luôn ha. Quá đẹp. Rồi, có ai tự sướng không? Có 5 ngàn, thích 5 ngàn. Bó đó đẹp, mua ủng hộ đây chị. À, cảm ơn nha, quá đẹp. Mãi vô hoa ngày 8 tháng 3 đây, có ai mua không? Bên có mua tặng mẹ không bên? Anh hai mua tặng mẹ ngày 8 tháng 3. Hoa đây, mọi người mãi vô. Hôm nay ngày 7 tháng 3 mua ngày 8 tháng 3 mọi người ơi, ủng hộ nha. Đâu? Rồi. Kêu ổng ra mua tặng chị đi. Tặng bó này phải không? Bó nào phải không? Alo, anh trai ơi, ra mua cái bó bông này 800 ngàn tặng cho vợ nè. Ok. Rồi. 800 đó. À, tặng chị nè, đó. 600 mà bán có 800 đó. Ô bà. Ừ. Năm hoa nè đó. Cái đó mà nên đem ngang đẹp cưới đi. À. 500 ngàn làm còn đẹp dữ nữa. Mẹ dư một tí nè, 30 tấm hình tí tặng hoa cho mẹ đi. Được không? Ok không? Ngày 8 tháng 3 nha mọi người. Nè con tặng hoa cho ba nha, là cho mẹ chứ quên. Mẹ dư. Trộm nữa chớ đêm đông quá. Chợ đêm đó mọi người, quá chợ đông luôn nè. Hôm nay ngày 8 tháng 3 nha mọi người. Đó, bông hoa nè đó. Nơi cửa sứa sản xuất hoa. Đó, con này nè. Tờ đó tờ mấy ngàn con? Đếm thử được bao nhiêu cây? Này là cửa sứa sản xuất hoa. Để giới thiệu cho mọi người xem nữa. Ngày mai ngày mà mọi người tới ủng hộ nha. Tối nay up lên liền. Up lên coi bên chợ hay vô coi. Đó vô này là cơ sở sản xuất hoa nè, này có mấy con nhỏ hot girl nè, trời ơi 10 ngàn đâu mà nhiều dữ ta đó mọi người, trời ơi có 10 ngàn luôn nè. Đây, cách làm nè, đó làm cho mấy bạn coi đi, mọi người coi đi, khán giả coi đi, cô lo cuốn lại đó. Đó cách làm đó mọi người, đó mọi người ghé 32 đường Nguyễn Thái Học nha, chợ Thủ Dầu Một Bình Dương nha. Người cô Loan có phát biểu ý kiến gì không? Gì giờ em làm không? Quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi hả? Làm xong bó cái bó kia 600 ngàn á. Kêu anh tơ nào lại mua tặng đi. Hả? Anh tơ của bé Hồng đâu rồi? Anh tơ nào gặp bé Hồng để bé Hồng chịu chơi không? Nó còn dám kêu nó mua anh tên nào lại, nó mua lái bỏ bông, nó mua nó bỏ tiền ra nó tặng ta kìa, ghê thiệt nhỏ này. Thằng đó tặng lại anh trai, không biết sao. Đó đúng rồi, tặng lại phụ nữ mà phải tặng chứ, phụ nữ mấy ngày này phải có lúa chứ không lòng. Bên có mua tặng cho mẹ không bên? Có mua tặng mẹ không? Lấy gì nữa không em? Không tặng mẹ con. Thằng này cấp làm thì ra làm trong đây. Ngõ cái đang làm mọi người. Bó đó 10 ngàn. Bao nhiêu cây lùng?
35 cây. 35 cây là bó đó bán ra bao nhiêu tiền? Rồi bó bên này là bán ra sản phẩm là 500 ngàn. Nhưng đâu đó hỏng chứ à. Con hết dưa đó đang làm. Rồi. Rồi, bó này nè, bó này mà 500 ngàn nè, bó này là cũng 500 ngàn luôn. Anh Hot Girl đang cầm nha mọi người. Đây là chỗ làm hoa nha mọi người, quá trời luôn. Mọi người ghé ủng hộ nha. À, mấy anh chị ghé ủng hộ nè, đó. Bà xã này mình bán hoa nè. Ở để mình bán cho, mình đứng mình bán cho bạn. Quá trời hoa luôn. Cơ sở sản xuất hoa ghé đi, mày vô, mày vô. 303 đường, số 32 đường Nguyễn Thọc, ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đây khách nè, hả? Hả? À, anh lấy màu gì chỉ mấy tờ, đi đi lấy cho. Hello. Tờ 2.000 nè mọi người, hai tờ 2.000 nè. Đó, bông hồng nè. Vừa bông hồng mà vừa tiền nè, 400, 300, 500 nha mọi người. Đủ thứ hết. Đó, hoa đẹp đủ thứ nè mọi người. Đó. Đủ. Đủ thứ. À, hoa này 20.000, 800.000 qua này. Đẹp nha mọi người, bán giá bán hoa bán phụ liệu luôn mà, đầy đủ hết luôn mà. Mua vô hoa bán chạy thôi, hướng vào một cho mọi người ơi. Mua hoa không em ơi, ghé vô đêm, ghé vô lựa đi, có bồ rồi tặng bồ, có vợ tặng vợ nha. Có bồ tặng bồ, có vợ thì tặng vợ thôi. Bà xã mình đang đi ra nè. Đó. Đẹp gái quá. Bán hoa nè, đó, khách mua hoa. Mua gì em, mua cái nào, mua cái bông nhỏ hả? Bông nào? Bông nào chỉ đi. Con mua tặng mẹ hả? Dạ, con mua hoa tiền á. Hoa tiền mà con chỉ bó nào, chú mới nói giá được. Cái này hả? Cái bó 2.000 này nha, tiền hồng, bó này. Có gắn đèn chớp chớp không? Có mọi người ghé ủng hộ nè. Đó. Em tơ ghé ủng hộ quá trời luôn nè. Mai là ngày 8 tháng 3 nha mọi người. Cái gì mọi người nếu mà ấy thì ghé shop Thiên Lân ở Bình Dương nha, 32 đường Nguyễn Thái Lân, Nguyễn Thọc, Bình Dương. Số điện thoại là 0937981456. Mình đọc lại số điện thoại là 0937981456. Khách đặt mua bông đó mọi người. À, ghé mọi người, ghé mấy khách quen ghé ủng hộ tiệm đó mọi người. Em bán có 800 là quá rẻ luôn. Tụi em bán giá giấy mà, giá sỉ mà, anh yên tâm đi. Mua vô ghé ủng hộ cho đây. Giờ tặng vợ là vợ mừng lắm á. Cha con mà cầm bó hoa về con tặng cho mẹ con là mẹ con mừng hết. Còn hơn là lẫm được vàng nữa. 700 hả? 700 hả? 800 anh. Trời cho xin có 100 tiền giấy à. Rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh gia đình hạnh phúc nha anh trai. Cái đầu tiên của mẹ con là hỏi có hết tiền trước. Rồi. Bỏ bịch ra hay ôm nhãn. Cảm ơn anh nhiều. Bỏ bịch vô, bỏ bịch vô.
rồi. Con lên con cho lên trang Lưng Canh Nông, có YouTube con lên trang Lưng Canh Nông là có cha con ở trong mua tặng cho mẹ. Rồi, cảm ơn. Rồi, bye bye, cảm ơn nhiều nha, bye bye.